Dài 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 luôn, dễ thương quá trời. Ai? Ai Mai đặt qua em nha. Hello Mai. Dạ. I miss you. Chị. Mặt không mặt sao thế, nít nít thì mặt vô cho đẹp. Hello con chào ngoại, mới lại gặp ngoại nữa rồi. Hôm nay mẹ con cũng đi, mẹ con 75, ngoại nhiêu, ngoại 8 mấy, bữa nhớ à 88, mấy bữa mấy giờ ngoại khỏe hả? Hôm nay ngoại ngỏ đẹp quá mẹ. Cảm ơn chào mừng, cảm ơn đẹp đẹp lắm luôn, nhìn thấy sáng sủa mà da đồ cũng đẹp nữa. Vui hay vậy ha, công nhận. Mẹ con mấy hôm nay bệnh mà nghe sắp sinh nhật hết bệnh rồi, tươi tắn lại rồi. Ngồi đi cái có cái này. Hôm nay mặc áo dài. Cái áo đó rồi. Vui chúc mày luôn sức khỏe nha. Dạ. Con đi lại mẹ con nha. Quay phim nha. Hai chị ơi. Ngoại. Bánh sinh nhật khổng lồ Minh Thang ơi. Hai, đó đây. Một, hai, ba, quay phim rồi. Chúc mừng sinh nhật. Chuẩn bị sinh nhật tuổi 20 của Hồ Văn Cường. Rất là vui, rất là đẹp. Đây là bé Mai. Đây là sinh nhật. Ôi, nó làm bắt chữ rồi. Để đi, không sao đâu kìa. Chị ơi, chụp em kiểu này đi. Ok. Lan ơi. Lan gặp Lan Chiến đi, cho mặt cái bằng lịch này. Hai, đẹp nha, 1, 2, 3, cái nữa nè. Rồi, cái nữa nè, cái nữa. Hai chữ 20 luôn. Rồi. Cười đi chị. Sửa kẹo. Hai, đẹp. Chị. Còn lá em đeo tóc với nha. Rồi nè, hai chị em cười nha. Rồi, ok. Rồi chị. Hai. Rồi.